Rồi, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay Tùng về cái Hinti Nurong nha anh em. Đây là một cái siêu phẩm mà của hãng vừa ra. Nó là BX3. BX3 nha anh em. Hinti nó mới 100%. Và nó nguyên thùng. Cái thùng này thì nó cũng khá là to. Và Hinti này là chuyên vua công trình. Và nó hở này là hở Nurong, Nurong mới ra luôn, mới sản xuất luôn, có Bluetooth luôn ha anh em ha, cài Bluetooth luôn đấy. Anh em yêu thích nhớ like giúp em Tùng một like. Em này thì tuyệt đỉnh rồi, công nghệ mới nhất hiện nay, và hở nó là hở không chỗ than đó. Hinti nó là BX3, BX3 ha. Rồi đây nó bánh, nó bánh đinh bằng pin và dành cho những anh em mà chuyên công trình ha. Còn và giá của nó thì cũng khá là rác nha. Đó. Giá của nó là khá là rác. Ok, đây anh em, mới 100% Nurong luôn. Và em này nó được sản xuất tháng 9 năm 2022 đấy, và được sản xuất tại Úc. Cái trụ sở của nó là tại Đức, nhưng mà nhà máy chính sản xuất những cái thứ đồ lớn á, là tại Úc. Đó. Hàng lớn ha. Cái này mới 100% hết ha. Cái này là sản xuất tại Úc nha, chứ không có sản xuất tại China. Đó. Rồi, mình sẽ gửi đến anh em xem. Cái này thì ngày mai Tùng sẽ lấy đinh, Tùng sẽ bắn cho anh em xem ha. Đó. Nurong, nó đã Nurong. Cái hàng ở Việt Nam mà cũ á, mà không có Nurong á, thì họ cũng bán là hàng hàng bãi á, tầm phải là 10 triệu rồi. Em này thì nó khoảng ngàn ngàn mấy đô. Những anh em quan tâm thì liên hệ mình. À, nó mới trăm trăm. Em này nó nhựa của nó là được sử dụng nhựa carbon, thành ra nó rớt xuống nó không ít gãy, không có vỡ. À, nó có đầy đủ hết ha. À, nó là vua công trình rồi, chuyên sử dụng pin 22 Nurong. Bên Tùng có bán pin Nurong ha, 22 luôn ha. Đấy. Đây. Rồi. Em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì nhờ anh em like, anh em nào chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh. À, ngày mai em sẽ gửi đến anh em xem cái bánh thực tế. Cái này có cái móc đây, móc. Hàng quá đã anh em ha, cái thùng. Rồi, mình sẽ gửi đến anh em xem cái thùng đây. Đấy, đồ là đồ chuyên nghiệp nha. À, rồi cái này Nurong đây. À, và cái này đầu tiên ở Việt Nam. Cảm ơn anh em.